Chào các bạn, welcome to SVFF, tiếng Việt giọng miền Nam cho người nước ngoài. It's Thi again, I'm Vietnamese tutor in SVFF. Biết sao không? Hôm nay tao mới được tăng lương. Trời ơi, ăn gì tao bao. Trời ơi, vậy hả? Ừ. Thiệt không? Quân tử nhất ngôn. Ok, ok, trời ơi, tình thường tao ăn ít lắm. Em ơi. Dạ, cho em đúng. Ồ, cảm ơn em. Trời ơi, nhà hàng này menu điện tử. Ok. Em cho chị món này nha. Trời, mang thêm cho chị cái món gà gì nữa nè. Trời, cho chị cái món tráng miệng luôn. Đem thêm cho chị hả món sâu tráng miệng luôn nha. Rồi em sẵn tiện cho chị cái bịch đi lông luôn. Ăn không hết chị đem về nha. Trời ơi, mày ăn gì nhiều như vậy? Trời, đó là bữa ăn bình thường của tao, giản dị thôi à. Rồi mày ăn rồi mập thay, ai khiến nổi mày? Today I'm gonna show you how to use the verb to bring in Vietnamese. This word is popular and it's presented in different ways in different situations. Okay, the first meaning. Number one, số một, when you would like to give or provide somebody something with something, you will use mang, cầm, đem, đưa. Mang, mang cho tôi chai nước đi. Bring me a bottle of water. Cầm, cầm cuốn vở ra đây cho mẹ. Đem, nhớ đem theo chai nước nha. Đưa, đưa bảng điểm cho bố. Number 2, số 2, when you wanna bring something up and it's healthy, you will use khiêng, bưng, rinh. Khiêng, we have an interesting idiom for this word. Kiệu, tám người khiêng. Kiệu tám người khiêng. Kiệu means sedan. It is an antique way of transportation in Vietnamese for the rich. It's not used longer. It looks like a big box with a good decoration outside. There are some people will carry it and walk, and they can carry up to from one to two persons. The bigger of this sedan is the richer person is. This idiom will be used when you talk about how magnificent of something this person is possessed. Bưng, bưng cái bình lên giúp chị. So, those words are presenting for bring in Vietnamese. If you guys know other words also present for bring in Vietnamese, just comment below. I would love to read all your comments about this word. Hope you enjoy our lesson today. I have a small game for you. I will give you a noun, a thing, and then you will decide which word to bring in Vietnamese will be used for those words. Chậu hoa cho mình. Cuốn sách cho mẹ. Bao gạo cho mình. Kệ sách cho mình. Ly trà cho chị. Trái bơ cho ông. The answer will be in our description below. Okay guys, that's the end for our lesson today. To be able to speak simple Vietnamese in 3 months with 3 hours per week, so join our one-on-one online courses. If you would like to learn Vietnamese via podcast, so just check description below. If you guys find this video interesting, just like, share, and subscribe on our YouTube channel for upcoming video. See you. Xin chào.